Còn chị em mình nha, nghe cái sự chia sẻ của anh Lâm Văn Hà với lại cái cô bạn An Duyên này thì mình rất là thích. Tại vì một người con gái Việt Nam định cư ở Mỹ rồi cũng làm một công việc bên đó, có cái nguồn thu nhập và nhìn nhận thực tế cái xã hội Mỹ. Bản thân An Duyên cũng đã nhiều lần mở live để phản bác lại cái luận điệu xuyên tạc của cái thành phần chống phá đất nước. Và bản thân An Nhiên á, có một cái giọng nói mình rất là có cảm tình, đó là trầm ấm, lôi cuốn cái người nghe. Nhiều trên mạng thì hồi đó giờ mình chưa gặp trực tiếp khuôn mặt, nhưng mà mình nghĩ An Nhiên cũng là một cô gái là đẹp người, đẹp nết. Riêng về chỗ anh Lâm Văn Hà thì dạo này thì anh cũng thường xuyên lên cái diễn đàn của Thơ Quang chia sẻ những vấn đề mà chính ảnh là người trong cuộc đã mắt thấy tai nghe những cái thành phần chống cộng. Cho nên ảnh đã cảnh báo cũng như là cảnh tỉnh một số người ở trong nước, đừng dại dột nghe cái lời xúi giục. Rồi bạn An Nhiên thì cũng chia sẻ những cái vấn đề mà thực tế của xã hội Mỹ. Không có cái gì không mà được ăn, được mặc, được có nhà lầu xe hơi. Thì có nghĩ rằng là những cái đó là những người sống thực tế bên đó. Chia sẻ cũng như bác Cầm đó, như anh Thơ Quang nói, bác Cầm đó là những hình ảnh thực tế của những người lớn tuổi bên Mỹ còn phải đi làm. Dù bản thân bác Cầm có thể rằng là cũng có điều kiện, có cái cuộc sống ổn định cái tuổi già, nhưng bác Cầm vẫn đi làm. Nó có những cái lý do bác Cầm cũng đã từng chia sẻ là gì? Ở nhà buồn, đi làm để gọi là giản gòn giản cốt, gặp được người này người kia. Đó là những cái mà thực tế ra là ở xã hội tư bản, ở xã hội Mỹ họ chưa có gắn kết cái gia đình như ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta nói thật ra thì hiện nay mà mỗi gia đình mà gọi là tam đại đồng đường nó còn phổ biến, tứ đại đồng đường cũng có nhưng mà hiếm. Tứ đại đồng đường cũng có, tại vì cái thế hệ bốn thế hệ ở chung một nhà thì đến mà đời bà cố rồi, đời cố thì chắc cũng phải khoảng 90, 100 tuổi đúng không? Cái tuổi đó thì cơ bản cũng rất là ít, không nhiều lắm. Nhưng mà cái khổ cỡ mà 60, 70 là có cháu nội cháu ngoại rồi, là ở chung một nhà thì tam đại đồng đường thì nó nhiều phổ biến. Cho nên cái việc mà người lớn, ông bà chăm sóc cháu, con cái chăm lo cho cha mẹ, cho ông bà, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Còn đối với xã hội Mỹ thì không có. Như bác Cầm bây giờ cũng có con, có cháu nhưng mà vẫn ở một mình vì con cháu nó không có ở chung. Quay về cái việc là những cái luận điệu xuyên tạc đối với nhà nước Việt Nam, đối với dân nhân dân Việt Nam, trong cái thời gian qua thì anh Thơ Quang cũng mở nhiều live. Nhưng mà hôm nay thì chắc lẽ có lẽ là trong 2 ngày qua, đặc biệt là ngày hôm nay, thì cộng đồng mạng ở Việt Nam và những người thường xuyên tham gia trên không gian mạng đấu tranh luận điệu xuyên tạc thì chúng ta đều bất ngờ, phải nói thẳng là chúng ta đều bất ngờ, và hơi bị sốc, nói chung là hơi bị sốc đối với cái chết của ông Vũ Hinh Phượng. Chắc có lẽ là anh em chúng ta cũng đều sốc, tại vì anh Thơ Quang có nhớ rằng là Không, ngày 27 tháng anh không có năm sốc nha Huy nha, anh không có sốc nha. cái sốc này không phải là chúng ta nói là buồn hay là chúng ta tiếc hay là gì, mà cả nghĩ rằng là cái ngày 27 tháng 1 sau cái trận bóng đá giữa Việt Nam với Úc, là ông Vũ Hinh Trưởng, ông Đức Đầu Bạc, lên các cái kênh của Nữ Vòng Trái Đất và Phố Bonsai sao đó trả lời hội luận những cái vấn đề liên quan tới cờ vàng cờ đỏ rồi nói chung vân vân. Thì cái lúc đó bản thân ông Vũ Hinh Trưởng vẫn mạnh khỏe. Có nghĩa cái sốc ở đây không phải rằng là chúng ta tiếc cho một nhân tài hay là chúng ta tiếc cho một cái gì đó, nhưng mà chúng ta sốc có nghĩa rằng là chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn, chỉ có cách đây có không bao nhiêu ngày hả, tính ra khoảng hơn 10 ngày sao, nhưng mà khi mà ông Vũ Hinh Trưởng bị nhiễm Covid và nhập viện, mà khi mà cái giai đoạn mà ông còn ủng hộ ông Trump kịch liệt nhiệt liệt á, một cách mù quáng á, là bản thân ông có lên các cái diễn đàn ông nói rằng là ông đã từng đi xa nước,
là gồm Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Campuchia gì đó, những cái nước đó, đó là Covid ở lúc đó đang ở bùng phát ở khu vực châu Á, nhưng mà ông đi ba nước đó trong 21 ngày mà bản thân ông vẫn không có chuyện gì. Và ông Trump, tổng thống Trump cũng đã từng bị Covid khi còn làm còn đương đương nhiệm tổng thống, nhưng mà cũng không có cái gì, cho nên là qua cái cách tuyên truyền của ông tổng thống Trump và những người ủng hộ cuồng Trump á, họ bị một cái gì đó ăn vào cái tư tưởng của họ, là vì đây là một cái cảm cúm, một cái cơn sốt nhẹ thoáng qua cho họ chủ quan. Cái thứ hai nữa là gì, hiện nay các cái kênh chống phá Việt Nam ở Hải Ngoại tuyên truyền cho dân trong nước bài xích cái vaccine, kích động người dân đừng đi tiêm vaccine, thì qua theo dõi thì cũng có một số người dân trong nước, kể cả những người lớn tuổi 70, 60, 70 lên các cái diễn đàn vẫn nói là chê bai vaccine này kia đủ thứ chuyện đó, tìm mọi cách để mà nói, đi giống như ăn gì vậy đó, là gì, ăn cái bánh vỉ. Nhưng mà chính Vũ Hinh Trưởng, mà vợ của Vũ Hinh Trưởng xác nhận với lại Đa Đức Phạm trên kênh Nữ Vòng Trái Đất, Nữ Vòng Trái Đất đó là gì, bản thân Vũ Hinh Trưởng vẫn tiêm hai mũi, nhưng mà gia đình kêu đi tiêm mũi ba thì bản thân ông không đi tiêm, ông nói là nhiêu đó đủ rồi này nọ. Đến khi mà bị Covid trong vòng có mấy ngày, 2 3 ngày thì bị biến chứng nặng là đột ngột ra đi. Cái sốc của chúng ta là gì? Cái sốc của chúng ta không phải là cái chết của ông Vũ Hinh Trưởng, tại vì thật sự ra mỗi một ngày trên thế giới này hàng triệu người sinh ra, hàng triệu người mất đi. Thế này là Việt Nam chúng ta cũng dạ, anh nói đấy. Huy vừa chia sẻ đó, Huy vừa chia sẻ vấn đề là ông Vũ Hinh Trưởng đã tiêm hai mũi nhưng không chịu tiêm mũi ba, đúng không? Và đồng thời ông ta vẫn tuyên truyền là Covid là không có thật, không có Covid, không sợ Covid, vân vân mây mây vậy, đúng không? Đúng không? Thì ở đây vấn đề đặt ra không tin, không sợ Covid, vậy sao tiêm hai mũi? Thì đó, cho nên là cái thành phần bên đó đang tuyên truyền vào Việt Nam, nó xuyên tạc về cái hiệu quả của vaccine phòng ngừa Covid, nó kích động người dân trong nước không tiêm. Và nếu như thật sự những người mù quáng quá nghe theo không tiêm thì ảnh hưởng bản thân là những người đó bị ảnh hưởng. Mà quy định của chính phủ vừa rồi cũng đã ban hành, những đối tượng nào cương quyết không tiêm vaccine mà khi nhiễm Covid thì mọi chi phí tổn điều trị phải tự bỏ tiền túi, đúng không? Nhà nước mình đã có quy định vaccine miễn phí, anh không tiêm mà khi anh bị nhiễm anh phải chịu hoàn toàn cái phí tổn anh điều trị bệnh, mà chưa chắc gì đã bỏ tiền ra điều trị mà còn sống được nữa thôi, quá rõ ràng đúng không? Chắc Đúng chắn rồi. cũng sẽ dẫn đến một cái kết cục buồn. Cái sốc của chúng ta đây không phải là cái chết của ông Vũ Hinh Trưởng, tại vì trong cái giai đoạn năm 2020 2021, những người Việt ở tại nước Mỹ và trên toàn cầu và kể cả những người ở trong nước đã có biết bao nhiêu cái chết vì Covid, chứ đâu phải là chỉ tới bây giờ cả cả thế giới thì chết 5 7 triệu người. Trung Quốc riêng ở Mỹ là bữa nay là xích số gần cả triệu người, thì đâu phải là một con số mà thống kê ảo, mà chính quyền các cái bang, chính quyền tiểu bang, chính quyền quận thành phố, kể cả chính quyền liên bang vẫn đưa ra những cái cảnh báo về cái dịch Covid. Nhưng mà những thành phần cuồng Trump á, mình nói là cuồng Trump, họ họ vì cái sự tuyên truyền của ông Trump, cái cách dẫn dắt câu chuyện của ông Trump mà họ bị mù quáng đi. Rồi đồng thời những thành phần chống phá đất nước, họ lại đưa những cái chính sách, những cách tuyên truyền của ông Trump vào trong nước để cho những người nhẹ dạ cả tin trong nước tin theo, mù quáng tin theo. Họ không phải họ thương dân Việt Nam, họ không phải họ thương dân trong nước, mà họ muốn làm như thế để cho tâm lý người dân, những người dân trong nước khi bị ảnh hưởng tâm lý, và lúc đó lại đổ lỗi cho chính quyền, là cách tuyên truyền, cách bọn chúng xúi giục làm cho dân trong nước mất lòng tin vào sự lãnh đạo của đảng. Chứ không phải rằng là họ yêu thương dân mà nó là sợ tiêm vaccine vào chết đây nè. Đúng, quá trình tiêm vaccine cũng có một số người ở trong nước Việt Nam như thế giới bị sốc phản vệ và tử vong, có chứ phải không? Nhưng chỉ một hai trường hợp, nó không phải nhiều như bị nhiễm Covid. Việt Nam chúng ta bữa đây là gần 40.000 người chết vì Covid, thì hỏi chứ bây giờ những người đang lành lặn tiêm vaccine thì cũng khoảng tính tới bây giờ chắc chưa tới 10 người, thì tính ra cái tỷ lệ mà tử vong vì Covid nó nhiều hay là tiêm vaccine chết nó nhiều.
nhưng mà bọn chúng vẫn xuyên tạc để cho người dân trong nước nó bị ru ngủ dưới lại cái bánh vẽ như An Nhiên không. Ừ. Và cái sốc của anh em chúng ta trong nước đây là cái chết của ông Vũ Huynh Trưởng trong cái thời gian ngắn, khi bị vừa bị nhiễm Covid vô là bị ngắn. Ừ. Mà chính bản thân Ngô Kỷ trước đây lên trên diễn đàn, các cái kênh nước ngoài cũng đã kịch liệt phê phán chê bai cái cách chống dịch này nọ đủ thứ chuyện. Xin lỗi Nhưng mà Huy Huy, xin lỗi khi xin lỗi Huy, xin lỗi Huy Huy, xin lỗi Huy yeah. xíu. À, bạn Lý Hiện Thực, à, theo theo bạn thì quốc gia nào là có chính sách mềm đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa thì Việt Á, ok Việt Á thì mình đồng ý với bạn, nhưng mà rõ ràng là đã bị xử lý chưa đúng không ạ? Còn ở đây nè, thế này bạn, ngạo nghễ á, ai ngạo nghễ hả? Ai 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 ngạo nghễ, còn que đó thì sao kệ que được đúng không? Cái loại que là không kệ được, đã là que đó thì bạn phải hiểu thế này nè, mình đã nói rồi, đối với mình á, que là không có phải là nói về cái vàng ba sọc đỏ, que ở đây là bản chất những thành phần đâm chọt xỏ lá, à, mới gọi là que, khái niệm đó mới là que, bạn hình dung không? Đó, cái đó mới là que, chứ không phải là về cái vàng ba sọc đỏ mới là que nha bạn Lý Hiện Thực, đúng không ạ? Tào lao thì theo bạn thế Mình nào nói là tào chung lao, đó. bạn có thể giải thích rõ được không, hoặc là bạn có thể lên chia sẻ đúng không? Bạn lên chia sẻ, bạn nói ừ mấy ông nói điều này nè điều kia nè, thì tôi cho rằng là nó bạn dẫn chứng ra thì bạn cho rằng đó là tào lao. Nếu mà cái dẫn chứng của bạn nó thuyết phục đó, thì chắc chắn mọi người sẽ theo nghe theo bạn thôi đúng không ạ? Chứ bây giờ bạn khơi khơi bạn bạn nhảy vào bạn cứ đơn phương như vậy thì thấy nó là lạ, thấy nó là lạ đúng không ạ? Cho nên rất mong bạn rõ ràng, mình đừng có vậy ha, đồng ý không? Bạn đồng ý không? Còn nếu bạn đồng ý bạn bạn lên chia sẻ thì bạn cứ ok thì mình sẽ mời bạn lên bạn chia sẻ ra, và bạn đưa ra những cái lập luận hay những cái quan điểm gì đó, nếu mà nó có sức thuyết phục thì thưa quan tin rằng là cá nhân thưa quan cũng sẽ đồng ý, và là những người trong những đại họ cũng sẽ đồng ý theo thôi đúng không ạ? Ngồi giếng mà thích bàn chuyện xa xôi à, ngồi giếng hả? À, có ai bạn mà bạn dẫn chứng giùm mình xem có ai ngồi dưới giếng bao giờ chưa, có không, Nói chung có ai ngồi dưới là giếng không? Huy đang ngồi ở nhà đó mà, Huy đang ngồi trên tường trên nhà đó là đàng hoàng mà, trong nhà là chứ giếng đâu hả? Rồi mời Huy thì anh có nhớ là đó cái giai đó. đoạn năm 2021, năm 2021 khi mà ông Ngô Kỷ cũng bị nhiễm Covid, dù trước đó ông đã kịch liệt phản đối tới cái vấn đề cái chính sách vaccine hoặc là nói về Covid đó là không có thật này nọ, nhưng mà khi bản thân ông nằm viện và sau khi ông xuất viện trở về sức khỏe đảm bảo thì lúc đó ông đã công nhận Covid là có thật đúng không, và ông cũng đã là người nói lên cất lên cái tiếng nói là đề nghị bà con, đề nghị người này người dân là nên giữ gìn, nên có cái giữ được cái đảm bảo sức khỏe trong cái vấn đề Covid, và ông cũng xác minh là Covid, xác nhận Covid là có thật. Ừ. Tuy rằng là bản chất chống cộng của những người này không thay đổi. À, mình nói thật ra bây giờ một người Việt Nam xa xứ vì cái hận thù vì cái ích kỷ nhỏ nhen của cá nhân, họ mất nơi xứ người, bản thân mình cũng cảm thấy buồn, buồn cho một người ra đi. Đặc biệt là em nói thơ quan á, cái chết vì bệnh tật tuổi già hoặc là vì nhiều lý do thì mình không nói, nhưng mà riêng cái dịch Covid này á, một người mất đi là chúng ta có một cái tác động tâm lý đó với chúng ta. Yeah. Thật sự nói về dịch bệnh Covid thì khi một người mất đi thì bản thân ông Vũ Huynh Trưởng hay là trước đây có những người khác nữa, có nhiều người bên đó là bị Covid chết rất là nhiều, là người gốc Việt bên đó, nhưng mà tại vì những người đó họ sống một cuộc sống bình dị yên ổn trong cái tuổi già hoặc là cuộc sống Mỹ, họ không quan tâm tới thời cuộc, họ không lên được cái mạng để họ chê bai kích bác nhà nước Việt Nam, cho nên chúng ta không thấy được nhiều, chúng ta không thấy được nhiều chứ không phải là không biết. Và khi họ mất đi thì chúng ta không hoàn toàn không có thông tin, chứ thật sự rất là nhiều.
Chứ bây giờ em nói anh Thời Quang, ví dụ như bây giờ mà cỡ như Đào Minh Quân, Đỗ Hoàng Điềm mà nghe thông tin mà bị nhiễm Covid chết thì cả nước Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam, cả toàn thế giới người ta biết chứ, tại vì bản thân những người này nó nổi trội về cái vấn đề chính trị quá, chống phá đất nước quá thì chúng ta biết. Thì bản thân những người này, ông Vũ Anh Trưởng là một một trong những cái thành phần đó. Tuy nhiên khi ông mất rồi thì mình nghĩ tử là nghĩ tận, mình không muốn lôi kéo cái đời tư của ông nhiều. Dù gì, dù rằng có nhiều người cũng nói rằng là mất đi một cây hài ở Phú Văn Xa, và cũng tiếc nối cho hai kênh truyền thông của người Việt là Phố Văn Xa của Vũ Hồng Loan cũng như là Nữ Vòng Trái Đất của Đen Đức Phật, mất đi cái nguồn thu từ những cái vị này. Phát ra YouTube mà không có hai người này thì không có Vũ Hình Trưởng, thì đôi lúc là người ta hết theo dõi nữa, đúng không? Nhưng mà để mình nói đây, cái cùi của bọn họ là gì? Đã nửa thế kỷ rồi, đã nửa thế kỷ, anh em chúng ta như anh Thơ Quang sanh trước năm 75 vài năm, em sinh sau 75 vài năm, thì tuổi tác của anh em chúng ta cũng đã sắp xỉ ngấp nghé 50. Anh Thơ Quang bữa nay cũng đang ngấp nghé 50, cho nó như mà sinh năm 72 thì bữa nay cũng tròn 50, em to thì em cũng đã 45 46 rồi, nó không trẻ nữa. Và cả nửa thế kỷ trôi qua là những người sống ít nhất vài năm trong cái thời kỳ đó, hoặc sau cái thời kỳ đó vài năm, thì chúng ta cũng đều cảm nhận cái sự phát triển, cái sự ổn định và những cái gì khó khăn nhất của đất nước trong cái giai đoạn mình còn trẻ. Nghe Thơ Quang cũng đã từng nói thời trẻ anh còn ăn bo bo thay cơm mà, đúng không? Lúc mà giai đoạn đất nước mình quá khó khăn. Nhưng mà bây giờ chúng ta cảm nhận chúng ta lớn lên. Nói thật ra thì đất nước Việt Nam tới ngày hôm nay, em nói thật anh Thơ Quang, thì mấy chục năm nay từ khi em sanh ra đời em lớn lên, đất nước Việt Nam cái gì nó cũng có hết, cái gì nó cũng dư giả, chỉ có một cái thiếu. Cái thiếu là gì? Hai mươi mấy năm nay cái Tết nó không còn cái hương vị cái tiếng pháo nổ nữa. Nghĩa là khi nhà nước chúng ta cấm pháo, ảnh hưởng tới gọi là đốt tiền, gọi là ảnh hưởng tới tai nạn rất là nhiều trong cái nghề sản xuất pháo, thì nhà nước cấm từ năm 95 đến nay 27 năm nay, thì chúng ta không còn nghe tiếng pháo nổ, dù rằng đâu đó họ vẫn mua pháo Trung Quốc họ đốt, nhưng mà nó không phải như trước đây. Thì chúng ta thiếu một cái chút xíu gì đó trong cái ngày Tết. Nhưng mà còn tất cả những cái gì, cái hương vị của mùa xuân, những cái hương vị của ngày Tết, thì ngày trước đây chúng ta chỉ có ngày Tết mới có. Thực sự anh Thơ Quang, cái lúc mà mình còn nhỏ, mình còn trẻ, ngày thường mà mình kiếm được có cái bánh chưng, cái bánh tét mình ăn cũng rất khó, chỉ có ngày Tết thôi, đúng không? Tại vì nó quá khổ. Còn bây giờ chúng ta muốn ăn là có. Chúng ta muốn ăn mứt, các cái loại mứt mà ngày Tết mới có, thì bây giờ chúng ta ngày nào chúng ta cũng có ăn. Ngày xưa chờ tới ngày Tết mới có kho sâu thịt kho tàu, còn bây giờ chúng ta ăn quanh năm, nó không có thiếu thốn như ngày xưa nữa. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được cái sự, cái đó là kinh tế gia đình phát triển. Thì đương nhiên mỗi gia đình phát triển thì đất nước nó phát triển, thì không có lý do gì mà nói là Việt Nam chúng ta còn nghèo nàn, đâu đó cũng còn những cái mảnh đời bất hạnh, chứ không phải là không có. Nhưng đó chỉ là một số ít. Chứ chúng ta nói không có hoàn toàn thì nó sai, nhưng mà đâu đó vẫn còn. Nhưng mà để lấy những cái hình ảnh đó để dẫn chứng cho đất nước Việt Nam, xã hội Việt Nam, kinh tế Việt Nam không phát triển, đó là một cái tư duy, nói như bạn như nó là tư duy ấu trĩ. Tư duy ấu trĩ, và cố tình đem những hình ảnh đó để xuyên tạc cả một cái quá trình phát triển. Đương nhiên ở thành phố Hồ Chí Minh, ở các tỉnh phía Nam, các phía Tây, các phía Bắc vẫn còn một vài người, cũng vẫn còn có người ăn xin nhớ. Nếu như chúng ta nói không có hoàn toàn thì đó là chúng ta nói xạo nói láo, nhưng mà có, nhưng mà nó không nhiều. Và đôi lúc quanh quẩn những cái người ăn xin đó là những thành phần lợi dụng lòng tốt để làm cái việc trái quy định. Có nghĩa là chăn dắt ăn xin, có một giai đoạn mà anh Thơ Quang thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành báo chí đưa tin rất là nhiều về cái việc cái vấn nạn chăn dắt ăn xin, đúng không? Có chứ phải không? Những người khó khăn thật sự, nhưng mà đồng thời cũng có cái vấn nạn đó. Thì nhưng mà chúng ta không thể lấy cái đó chúng ta nói rằng là đất nước Việt Nam chúng ta không phát triển là sai. Điển hình như năm 2021, dù dịch Covid nó bùng phát ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đặc biệt Việt Nam ảnh hưởng dịch Covid năm 21 rất là lớn, rất là nhiều so với là năm 20, nhưng mà kinh tế Việt Nam vẫn phát triển dương, và xuất khẩu Việt Nam vẫn phát triển tăng tăng so với là năm 20 mấy mươi phần trăm.
Năm 2020 chúng ta xuất nhập khẩu chỉ khoảng 550, nhưng mà qua năm 2021 thì chúng ta xuất khẩu tới 600, gần 670 tỷ, thì chúng ta vẫn có sự phát triển. Đương nhiên bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nước nó có những cái chững lại vì dịch. Vì dịch. Còn nói về cái vấn đề, những cái vấn đề mà an sinh xã hội thì xin thưa anh, thưa quay là tất cả mọi người, nước nào nó cũng có cái sự bất cập, và nước nào nó cũng có những cái chính sách ưu đãi cho người nghèo, người khó khăn. Bên cạnh đó họ có những cái chính sách khuyến khích cho người già, họ đầu tư, họ tham gia vào các cái lĩnh vực liên quan tới vấn đề an sinh xã hội. Mà thật sự ở Việt Nam á, em cảm thấy rằng anh Thơ Quang à, hầu như các doanh nghiệp dù lớn dù nhỏ họ vẫn có một cái quỹ phúc lợi xã hội hàng năm. Họ dùng, họ trích một cái nguồn lợi nhuận của công ty, họ làm một cái quỹ phúc lợi xã hội. Cái quỹ đó chi để hỗ trợ cho công nhân viên của công ty, đầu tiên là hỗ trợ cho công nhân viên công ty vì cái điều kiện này kia kia khác. Cái thứ hai nữa, dùng cái quỹ phúc lợi xã hội đó để họ cứu giúp, họ giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở nơi họ đóng chân, hoặc là những cái địa bàn xung quanh lân cận, khi hoặc là khi họ có tiếng kêu gọi của nhà nước, của chính phủ, họ góp vào để làm công tác từ thiện. Một doanh nghiệp nhỏ, một hộ kinh doanh buôn bán bình thường, ở thấy em thấy ở nhiều địa phương em, ở quê em, những cái bà mà những cái người bán tạp hóa thôi, bình thường đơn giản thôi, nhưng mà có thể là ngày Tết họ vẫn có thể là trích ra cái lợi nhuận của họ, họ làm cho mấy phần quà. Họ làm cho mấy phần quà chừng có 1 chục phần, một phần khoảng chừng có 150 200 ngàn vậy đó, thì họ bỏ ra chừng 2 triệu, họ làm những cái phần quà đó, họ giúp đỡ những cái mảnh đời khó khăn hơn. Đó là những cái người bình thường. Còn những doanh nghiệp thì có thể là họ cho những cái phần quà nó khá hơn chút, thì thấy là cái tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam chúng ta muôn đời nó vẫn có. Còn nói về chính sách an sinh xã hội của nhà nước thì luôn đảm bảo cái tính công bằng nhất. Đó là giúp đỡ những người khó khăn hoạn nạn. Chúng ta có những chính sách khi những người bị thiên tai địch họ thì được miễn giảm những cái vấn đề này, vấn đề kia. Dịch Covid trong những năm qua thì những thành phần lên trên không gian mạng thường xuyên tuyên truyền nói nhà nước không lo cho dân. Nhưng mà hỏi Thơ Quang, tới bây giờ Việt Nam chúng ta đã mấy triệu người nhiễm Covid, đã bỏ ra số tiền mua tới mấy trăm triệu liều vaccine, vừa ngoại giao vaccine vừa mua, vừa được tặng, được cho rất là nhiều. Thì chúng ta là nguồn tiền nó ở đâu? Có phải nhà nước bỏ ra không? Nhân dân đóng góp, doanh nghiệp đóng góp khoảng 9.000 tỷ trong cái cuộc vận động quỹ quỹ vaccine, nhưng mà cái khoản còn lại thì hỏi xin hỏi Thơ Quay với mọi người là tiền ở đâu? Thì tiền của nhà nước. Tiền nhà nước đó là từ nguồn nào? Đúng Từ rồi Nguyễn Hùng. nguồn thu thuế, nguồn thuế của dân. Đáng lý nếu như không có dịch thì trong 2 năm qua nhà nước Việt Nam chúng ta có thể tích lũy được 5-7 tỷ đô la, đúng không Thơ Quang? Chúng ta có thể tích lũy được 5-7 tỷ đô la để phát triển cái khác nữa. Nhưng Nhưng mà hiện vì tại dịch đó, Covid nhà nước hiện chúng ta tại buộc. là nếu mà ai dính Covid mà tự điều trị tại nhà đó là sẽ được hỗ trợ 80.000 ngày. Có nghĩ rằng là như như ở địa phương em đây nè, cái năm ngoái khi mà chính phủ ban hành cái nghị quyết về cái hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do, hay các đối tượng mà được cái mức hỗ trợ 1,5 triệu một người á, thì năm 21 vừa rồi là đi giải quyết chính sách thì toàn tỉnh cũng rất là nhiều đối tượng, rất là nhiều người được được hỗ trợ. Bản thân em vẫn được nhận. Bản thân em vẫn được nhận chứ không phải không, tại vì mình nằm trong cái lĩnh vực mà ngành nghề được bị ảnh hưởng mà. Tuy nhiên nó cũng còn có nhiều cái bất cập là khi chính phủ ban hành ra rồi về địa phương ông bơ nghi si, ông không có căn cứ vào tình hình thực tiễn, thì nó có nhiều cái bất cập. Và vừa rồi ngày làm việc đầu năm, nhất ngày đầu việc làm việc đầu năm là ngày 7 tháng 2 vừa rồi phải không, mùng 7 đi làm lại, thì tỉnh ban hành một cái quyết định mới bổ sung cái đối tượng. Ví dụ như trước Xin đây á, lỗi Huy chứ, xin ông lỗi Huy, Huy ơi, dạ. Huy, mình đồng ý với bạn lý hiện thực, nhưng mà theo bạn á, theo bạn đúng không, thì bạn có thể đưa ra một cái giải pháp nào đúng không? Tức là mình ví dụ vậy đi, ví dụ bạn là người đưa là người có quyền hành trong tay nè, ha, theo bạn thì bạn sẽ vận hành chính sách như thế nào để nó không có Nam Á, Bắc Á, Trung Á gì đó. Chào em gái Ngọc Lan.
đúng không? Chứ còn rõ ràng Việt Á là vấn đề rồi và đã bị xử lý rồi, đúng không? Rất là rõ ràng, và đó là theo cá nhân mình là một người dân.